Thưa quý đức cha, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn, con xin được chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân, một chút trải nghiệm cá nhân của con. Cách đây khoảng vài kỳ đại hội, năm đó con được tham dự đại hội giới trẻ ở tại Sydney, Australia, và con vẫn nhớ khung cảnh 500.000 bạn trẻ ở dưới trời sao thâu đêm cầu nguyện. Trong số rất nhiều các bạn trẻ từ khắp Nam Châu, có rất nhiều những ca sĩ, những nghệ sĩ nổi tiếng khắp thế giới. Họ cũng trước nhan Chúa Giêsu Kitô quỳ phục, cầu nguyện và dâng lên người lời nguyện xin. Và trong buổi sáng thánh lễ hôm đó, Đức Giáo Hoàng John Paul II cũng đã nói: "You are the salt and the light of the world." Các con là ánh sáng và là muối cho trần gian. Dù bất kể các con đến từ đâu, các con là ai, các con cũng đều là con cái của Chúa. Và ở Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều những nghệ sĩ, những người nổi tiếng, họ cũng là những người xuất thân từ Công giáo và họ mang niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô rao giảng đến khắp nơi trong cuộc đời. Và nói đến đây, hẳn các bạn trẻ cũng đã đoán ra ngày hôm nay, trong đêm diễn nguyện này chúng ta cũng chào đón một ca sĩ nổi tiếng đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn đã đoán ra được ca sĩ nào chưa ạ? Vâng, kính thưa quý đức cha, quý cha và cộng đoàn cùng toàn thể các bạn trẻ thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Để Con Nên Hình Bóng Ngài qua phần trình bày của ca sĩ Hiền Thục. Xin mời. Với con
lòng con. Từng ngày xin biến đổi tim con, để đời con đổi thay đẹp hơn. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, để con có trái tim của Chúa, trái tim đầy ấp yêu thương nồng nàn. Để con có đôi tay của Chúa, đôi tay chịu mến đỡ nâng dịu dàng. Để con có ánh mắt từ nhân, để con có tấm lòng khoan dung. Để con biết nói lời tha thứ, sống đời yêu mến. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn nơi, gieo tình yêu mới, đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến, tràn ngập yêu thương, chân hòa niềm vui. Từ nay sẽ không là con sống, nhưng là Chúa sống trong con từng ngày. Cùng với Chúa con về muôn lối, ra tình yêu mới, đắm say lòng người. Đời con nên như là tấm gương, phản chiếu bóng hình Chúa tình thương. Rồi nơi con qua và nơi con đến,